cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật cũng nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì con này đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi nó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt đấy, một dạng đèn pin đa năng đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhé. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhé, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện, hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Nó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Nó cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này.
đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này đó. Thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá, đấy sáng rộng và sáng xa. Các bác nhìn này, đây em soi chỉ có một cái đèn bằng một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn, đấy điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các bác nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá, đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha, ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái, các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này cho em, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy rất là rộng nhá. À con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá, đấy hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này, đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, đây các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá, đây sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này, đây tất cả cái phần này đi luôn nhá, đấy đấy có nhé cảnh báo biết rồi này, tắt đi này, đấy tối om luôn nhá, em bật lên này sáng kinh khủng luôn, các bác nhìn này, ui ôi dã man luôn nhá. Một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá, đấy, bật cái cam rộng này, đấy bật cái cam rộng luôn nhá, đó đây. Đây, ấy sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá, đấy, độ sáng cực cao luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó đây, một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá. Và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân, 20k cho một cái hộp
200 cây nhá, 200 cái đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi, tính ra quá rẻ rồi. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá, dùng rất ok luôn đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt với nhá. Theo điều này bên shop lại tiếp tục về, đó là cái dòng siêu phẩm vật mũi đấy, vật mũi đứng nhá, các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật mũi đứng này, vật mũi đứng đó, con này là dòng vật mũi đứng chứ không phải vật mũi gấp nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật mũi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, vật mũi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá, bọc xốp các thứ đầy đủ luôn. 140.000 một chiếc nhá. Đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái vật mũi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây, đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật mũi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật mũi vừa là có đèn bắt mũi luôn. Đấy, thì các bác muốn bật chế độ vật mũi bình thường thì ấn giúp em sẽ là chế độ on 1 này, bấm vào đây nó lên đèn này, là chế độ vật mũi bình thường. Đấy, thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây, dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá, chẳng may mình có thò tay vào cái là nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi, giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây, ở đây à, đấy, ở đây không, đúng như dùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật mũi bình thường, còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn mũi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2 thì nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn mũi này, hiện đây gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không, đây nó lên 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 chế độ đèn bắn mũi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này, thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái mũi nó vào, thì dụ cái mũi nó vào nhá, thì khi mà mũi bay vào này, đấy, dụ mũi cái ánh sáng xanh thì mũi rất là thích này, mũi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy, mũi nó cứ đậu vào là cái nó đi luôn thôi. Đấy, dòng này đánh rất khỏe đó. Điện này thấy không, đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt mũi rồi. Tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật mũi vừa làm đèn bắt mũi, giá thì cũng rất là hợp lý nhá, cái cá giá cũng rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000, 140k, vừa có tích hợp là vật mũi này rồi là có tích hợp đèn bắt mũi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc thôi, sử dụng là sẽ là pin 18650 đó, thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật mũi đứng giá sẽ là 140k nhá, hàng mới hộp luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về, đó là cái siêu phẩm là cái khay hoa quả này. Đấy, lên mã giúp cho em là cái khay đựng hoa quả nhá, và là các bác có thể là mua về đựng những cái đồ khô thứ vào, đấy, đồ khô đồ ướt các thứ thoải mái đó. Dòng này là dạng khay khay này nhá, bên em thì đang gửi các bác một cái khay nó là dạng khay kẽm nhá, khay kẽm đó. Lên mã giúp cho em là cái khay đựng hoa quả đó, khay đựng hoa quả này, khay hoa quả. Khay hoa quả này thì giá thì sẽ là đi 25k một chiếc nhá. Đấy, đấy là giá bán lẻ một chiếc thì giá sẽ là 25k, còn nếu mà các bác mua theo combo 5 chiếc lên mã giúp cho em sẽ là combo 5 chiếc khay hoa quả như này thì giá sẽ là đi 110k thôi. Đấy, nếu mà lấy 5 chiếc thì giá sẽ là 110k, còn nếu lấy lẻ một hộp thì giá một chiếc thì giá sẽ là 25k, còn nếu mà lấy lẻ 5 chiếc thì giá sẽ là 110k. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy nhau được. Nó là dòng sản phẩm khay kẽm. Đấy, khay kẽm nhá, dùng rất ok, đựng những cái đồ khô đồ ướt các thứ ra. Đấy, rồi ví dụ như các bác có đồ nướng các thứ ra các bác đựng đây được. Đấy, bánh mì các thứ ra, dùng rất hay nhá, cực kỳ chất lượng luôn này, dày dẫn chắc chắn và ngon này. Khay
hai hoa quả nhá, 25k một chiếc. Đó, lấy lẻ, còn nếu có lấy cả 5 chiếc thì combo giá sẽ là 110k nhá, tùy nhu cầu. Sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, sản phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay đổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá. Nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt. Con này xịt này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về quá cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi cho đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra có thế thôi. Rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên nên là các bác dùng nó không phải lo dị ứng dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang, đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản phẩm con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịt xò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém quạt hoa quả các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi các nhá. Cái còi này các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa con sao các bác giật vào cái khe này giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu cho em. Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa di năng luôn. Đó thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các
dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các bác nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá, cực kỳ dài đây này, đó có thấy không, dài dã man luôn này. Đây đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 nhá, khoảng tầm 1m05 đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này, rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây, xoáy đây, đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn, riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Rồi, nối thành xẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ốc này vào xem. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc xẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dày dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dày dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng lăn lăng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe, xe nó bị sa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, các bác, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa? Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này, nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay ra, nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn, đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhé. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhé. Đó đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, đi tổng quan một cái bộ xẻng này nhé. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy ra hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng đây nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng đây nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này, rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 rồi, bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Đây nhau ơi, đây này các anh nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này các anh nhìn chưa? Đã kết nối đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn, nói chung là con này các bác về
Về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bài này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi. Thích, rất thích luôn. Rung nha cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây. Bật tiếp cho bác xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loài luôn các nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy, thì các bác nào ơi con này này vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đấy, các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó thì các bác lên mã xem là cái con loa B3 đi. Đấy, B3, thực ra nó là bom box 3. Đó thì các bác lên mã nhanh chúng em sẽ là cái siêu phẩm là loa bom box 3. Đấy. Mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này thì đây, tên của nó sẽ là tên bom box 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom box 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng chiếc sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chiếc sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp thôi nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này coi nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 thôi nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng thôi nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm thôi nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn, rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các bác nhá, bao đập bao test luôn này, đây. Đập thoải mái nhá, riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, không vấn đề gì luôn, test tủng thoải mái, đó, con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn luôn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi, và ổ của nó là ba ổ đầu ra, đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này, đấy, ngoài ra có cái phần móc như này, đấy, em sẽ cắm cho bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá chưa? Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó hàng của nó rất là bền, dạng ổ đúc mà, đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật các nhá. Đây, Japan CU này. Đó. Thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m. 5m các nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m.
Rồi là có cái cuộn sau này thì là cái cuộn 10 mét này. Đấy, cuộn 10 mét các nhá. Đây, cái cuộn 10 mét của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn các nhá. Đây, cuộn 10 mét đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này, đó 2.5 nhá, 2.5 Japan này, đó cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn, các nhìn này. Đấy, đây là cuộn 10 mét các nhá. Cuộn 10 mét này. Đấy, cuộn 10 mét. Rồi sau này thì là có cái cuộn 15 mét này. Đấy, 15 mét cũng rất là to tát luôn. Đấy thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, cuộn này cuộn 15 mét này. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, cuộn 15 mét này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái cuộn dài nhất bên em đang bán, đó là cái cuộn 30 mét nhá. Đấy, cuộn 30 mét đây. 30 mét thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, cuộn này cuộn 30 mét này. Đấy, to dã man luôn nhá. Đây, to dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như cuộn 5 mét kia vừa quay nhá. Cũng đúc, ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc, phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đó là cuộn 3 mét đó nhá. Đó thì em sẽ đi vào báo giá này. Tổng quan đây, giá thì cái dòng 5 mét này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 nhá. 5 mét thì là 200.000. 10 mét thì là 330.000. 15 mét thì là 400.000. 30 mét thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy, 5 mét thì là 200, 10 mét thì là 330, 15 mét thì là 400 và 30 mét thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái cuộn già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân, có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này thì nó hơi nặng nề chút, em đã để sẵn ở đây rồi. Không khui nữa, thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, với cái dòng 3 chân và 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân 5 chân phích cắm. Đây. Đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây. Phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, phích là phích cao su. Không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k. 25.000 một chiếc phích này các nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có đèn báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó cũng tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua cái ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có đèn báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó đây cái ổ 3 chân này. Thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn.
nghĩa là các bác cắm ổ hai chân hoặc các bác cắm ổ ba chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, phích cắm 25.000 các bác nhá. Đây, phích cắm 25.000. Đó. Ổ ba chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ ba chân 50.000. Và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ 3 chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và phích cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái giá đỡ bát sen này. Đấy, nhà các bác mà hay có những cái sen mà đặc biệt là cái giá đỡ là nó bị hỏng mà các bác mua thì ngại lắp rồi là nó lỉnh kỉnh, thì các bác mua trong cái giá đỡ về, nó là dòng giá đỡ thông minh đời mới bây giờ. Đấy, nó không cần phải khoan lỗ hay đục tường gì, vừa xấu vừa mất công mất thời gian, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, thì nó ở đây nó có một lớp keo dán này, về các bác cho em ra, bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra sau đó các bác vệ sinh và lau khô sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần dán. Đấy, sau đó các bác lau khô sạch sẽ rồi thì các bác bóc ra, sau đó các bác dán trực tiếp vào. Đấy, và các bác miết cho em vào. Đấy, và khi mà các bác dán lên thì đây nó có cái chiều này, dán lên cho em và các bác sử dụng là đeo cài cái tay sen tắm của nhà mình vào nhá, mà chắc cực kỳ luôn. Đấy, các bác dán lên chắc lắm. Đấy, như em cũng đang xài một cái này chắc lắm, em dán em dùng ở tầm 2 năm nay không vấn đề gì cả, không có bong chóc hay vấn đề luôn. Đấy, mà trước khi dán giúp em là vệ sinh, các bác vệ sinh sạch sẽ anh em nhá. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái giá đỡ bát sen. Đấy, dán tường, giá đỡ bát sen dán tường bên em đang gửi bác là 30.000 một cái này, chỉ có 30.000 thôi mà giá hạt rẻ mà dùng tiện cực kỳ luôn. Đây, cái này thực tế thì em đang xài đây. Đấy, thực tế thì em đang xài nhá, dùng tiện lắm. Đó, về các bác không phải khoan lỗ liếc gì cả, về chỉ việc là vệ sinh sạch sẽ xong rồi các bác dán vào là xài thôi nhá. 30.000 một cái này. Đó, về các bác cài cái sen lên. Đó, mình tắm xong mình cài sen nó tiện lắm. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái cây kìm xanh, cái cây kìm để các bác dùng để cắt chân linh kiện này. Đấy, cắt ví dụ cắt dây điện rồi cắt chân linh kiện rất là sắc luôn. Hàng này thì bao sắc bác luôn này, các bác nhìn này. Ở đây không, sắc bén dã man luôn. Đây. Đấy, cái bìa này nó còn cắt được, chứ còn ví dụ những cái dạng dây mạch, dây chân linh kiện thì nó bấm phát một nhá, bấm sắc lắm. Đó thì em báo giá luôn. Cây này thì bên em cũng đang xả kho cây này. Giá nó chỉ có là đi 20.000 một cây nhá, 20k thôi. 20k một cái cây kìm xanh cắt chân linh kiện nha. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây kìm xanh cắt chân linh kiện nha, 20k một cây. Đây, có nhìn cái phần lưỡi thôi, lưỡi sắc lắm, cắt ngọt lắm, cắt bấm dây điện rồi là bấm chân linh kiện ngọt cực kỳ luôn. 20k một cây, hoặc là thậm chí các bác có thể cắt móng tay luôn nhá, 20.000 một cây nha. Nhiều bác cũng hỏi bên em là có nhựa thông không, thì đây anh em có cái mã nhựa thông nha. Đấy, nó một hũ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà dùng nói chung là bác nào dùng ít hoặc là hàng gọi là vừa vừa dùng gia đình thì một hũ này dùng cũng thoải mái, chắc cả 5 giờ luôn nhá. Một hũ nhưng mà nhìn thường rất là nhiều đấy. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái hũ nhựa thông nhỏ nhỏ ra. Giá em đang bán một hũ này thì tiền nó nhỏ thôi, nó nhỏ nên tiền nó nhỏ nhá. 10.000 hũ nhá, 10.000. Một cái hũ nhựa thông nha. Đấy, chỉ có 10.000 một cái hũ. Lên mã em sẽ là cái nhựa thông nhá. Đấy, hộp nhựa thông. 10k một hộp nhựa thông nha, có nhá. 10k một hộp nhựa thông. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái nhíp kẹp này, nhíp kẹp để về các bác gấp những cái dạng linh kiện nhỏ này, hoặc là ví dụ như là các bác hay có những cái tổ yến các bác dùng để các bác gấp lông nó ra ấy, thì đây nó là một cái dụng cụ này về dùng rất hay. Đấy, hàng của Vtut này rất là ok, mã này ST10. Con này cái phần đầu nhọn của nó nhọn như kim luôn, nên là những cái sợi tóc nhỏ ti này là nó có thể là gấp được luôn. Đấy, những cái sợi tóc nhỏ ti này nó có thể gấp được luôn. Đó, nó rất là ok. Đây, để em ví dụ đây. Đấy, có những cái ví dụ sợi tóc nhỏ nhỏ này. Đấy, gấp ra ok nhá. Đấy, rồi những cái bìa to to này cũng có thể gấp được luôn. Đấy, con này gấp ngon lắm. Đấy, gấp cực kỳ ngon luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá. Đấy, cái cây nhíp kẹp. Đó, bên em đang gửi bác một cái cây nhíp kẹp này là 15.000 một cây nhá. 15k một cây. Đấy, hàng của nó cũng mới nguyên vỉ này. Mà tiện cực kỳ dùng, nhiều khi cần dùng đấy. Nhiều khi các bác gấp những cái chi tiết nhỏ các bác cần dùng cái con này. Hoặc là anh chăm cho anh em thợ thiền làm linh kiện điện tử gấp những cái con linh kiện nhỏ cũng ok luôn. 15k nhá, lên mã em cái cây nhíp kẹp 15k một cây. Đấy, 15.000 một cây nhíp kẹp nha. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác, đó là cái mã pin 12V 23. Đấy, chuyên dùng cho bác lắp ở
điều khiển từ xa, remote điều khiển từ xa, cửa cuốn này, rồi những cái điều khiển từ xa mà bây giờ pin nó toàn dùng những cái pin này thôi. Đấy, cái pin này nó rất là dị, mà bình thường là thị trường các bác kiếm ở ngoài cửa hàng rất là khó vì rất ít người ta bán được pin này. Đấy, thì bên em có pin này, đó, giá thì nó cũng hạt rẻ, 10.000 có nhá, 10.000 một viên như này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái pin 23A. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, 23 12V này. Đấy, nó nhỏ nhỏ như cái đốt ngón tay em này. Đấy, nhỏ nhỏ nó đốt ngón tay này. Đó, thấy không? À, giá bên em đang gửi bán là 10.000. Đấy, chuyên dùng cho những cái dạng cửa cuốn nó hay dùng cái pin này, hoặc là những cái điều khiển từ xa ấy, những cái bộ điều khiển từ xa nó hay dùng cái pin này. Đấy, thì các bác nếu mà điều khiển ra hết pin hoặc là những cái thiết bị hết pin thì các bác mua pin này về các bác thay cho nó ok. Đấy, pin công suất 23 12V. Đó, 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy, cứ bán lẻ các bác là 10.000 một viên nhỉ. Lấy bao nhiêu viên tính bấy nhiêu tiền. Đó, 10.000 một viên. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái rắc tẩu cái này. Đấy, cái tẩu này chắc là nhiều bác hay đi ô tô rồi các bác hay biết này. Đấy, còn có khi là nhiều bác chưa biết thì đây em giới thiệu luôn. Đấy, nó là sẽ gồm có là hai cái kẹp, thì về các bác kẹp vào trong bình ắc quy, kẹp vào trong cái nguồn điện 12V ấy, hoặc là điện DC, điện 24V ấy. Và khi nó sẽ ra là một cái tẩu cái này để các bác cắm những cái con đực vào. Đấy, nó sẽ có những con đực đi theo, ví dụ như là những cái quạt này, rồi là những cái thiết bị nó dùng có những cái con đực, hoặc là những cái bơm tẩu ấy, nó có những cái con đực ấy, để các bác cắm cái con đực vào cái con cái này thì nó sẽ cấp nguồn và nó sẽ sử dụng được các nhá. Đấy, thì con này chuyên dùng cho bình ắc quy. Đấy, kẹp vào cho những cái bình ắc quy hoặc là những thiết bị sử dụng điện 12V là dùng con này là ok. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái tẩu cái nhá, tẩu cái đây, hình dáng nó sẽ như này. Đấy, cái tẩu cái này trên ô tô hay có này. Đấy, các bác dùng cái rắc đực các bác cắm ở đây nó sẽ cấp nguồn được cho nó. Đó, tẩu cái bên em đang gửi bác một cái tẩu cái này là 40.000 một cái nhá, 40.000 thôi. 40k. Đấy, cứ lên mã thì em sẽ cái đầu tàu cái. Đấy, đầu tàu cái nó gọi là đầu tàu cái. 40.000 một cái. Sách nói song ngữ này. Đấy, một quyển sách nói vừa có hình vừa có cả giọng nói rất là hay luôn. Đấy, mà cái con này nó có cả hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá, để về cho các bé thì mình học rất là tiện dụng. Sách quý song ngữ cho trẻ em này. À, phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Minh họa sinh động là hứng thú này, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng nhá. Đó. À, bằng cách nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng và thực phẩm này, nhận biết màu sắc hình học thế giới động vật. Đó, thì ở đây nó hướng dẫn sử dụng đây luôn. Thì cái con này nó rất nhiều nội dung khác nhau, nó hơn 300 nội dung nhá. Đó, nó sẽ có hình ảnh này, rồi là có chữ này, rồi là có cả giọng nói tiếng nói cho các bé. Nếu mà các bé nào chưa đọc thì các bé có thể nghe nhá. Đấy, nghe và đọc theo. Đó, nó rất là thông minh luôn. Cái này thì giá nó hạt rẻ mà nó cũng rất là hữu ích cho các bé nhà mình. Giá thì em báo luôn, lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói. Cái này thì bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 110.000 cho một quyển sách nói này. Đấy, 110.000 một quyển nhá, mua về cho bé thì mình học rất là ok luôn, hơn 300 nội dung mà dùng tiện lắm. Về thì các bác mở cho cái nắp này ra. Đấy, sau đó các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em là gửi chỉ nguyên sách không nhá, thì về các bác chịu khó là các bác mua giúp em là 3 cái viên pin con thỏ các bác lắp vào đó, thì về các bác lắp cho em 3 viên pin con thỏ và sau đó các bác bật lên các bác xài thôi. Đây như em hướng dẫn các bác sử dụng luôn này. Thì khi mà về các bác mở ra, sau đó là ở đây nó sẽ có hai cái nút nguồn nhá. Cái nút nguồn đầu tiên đó là cái nút nguồn màu xanh ở bên này, thì các bác sẽ bấm vào đây. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy, thì nó sẽ khởi động lên là khởi động cái quyển sách nhá. Và cái nút thứ hai đó là cái nút khởi động của trang nhá. Nó sẽ có từng trang một riêng biệt nhá. Đấy, ví dụ các bác bấm vào trang này thì các bác bấm cho nút ở đây thì nó sẽ hiện lên trang này. Đó, đấy thì nhìn thấy nội dung nào bấm nội dung đấy thì nó sẽ kêu lên các nhá. Nó sẽ kêu lên và có hình ảnh các thứ kèm minh họa luôn, rất là hay. Nếu mà muốn sang trang tiếp theo thì các bác lại bấm cho em cái nút ở trang tiếp theo, nút màu cam ở trang tiếp theo này. Đấy, bấm này. Quả thanh long, đàn piano. Đó, còn nếu mà view các bác không bấm ấy thì view các bác mở sang trang tiếp nhá, các bác bấm này. Đấy thì nó vẫn ở trang cũ, nó không chuyển lên trang mới đâu. Các bác muốn chuyển sang trang mới là các bác phải bấm lại cái nút này cho em. Đấy, bấm tiếp này. Đó, cái này là ngôn ngữ tiếng Anh nhá. Đấy, thì nó sẽ có tiếng Anh, tiếng Việt này, rồi là có nhân vật này, bố mẹ này, động vật này, phương tiện giao thông. Cái này nó hơn 300 nội dung cơ, toàn những cái nội dung cơ bản dành cho các bé nhá, nên là rất là hữu ích luôn cho các bé biết được nhiều kiến thức hơn nhá. Đó, thì lên mã giúp em sẽ là cái quyển sách nói, giá bên em đang gửi bác là 110.000. Hàng này thì bên em gửi thì sẽ không có kèm pin nhá. Nhắc lại với các bác là không có kèm pin, thì về các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Đấy, tự mua pin các bác lắp vào. Đấy, giá sẽ là 110.000 một quyển sách nói song ngữ hơn 300 nội dung nha.
Rồi một cái sản phẩm tiếp theo thì đó là cái mã kính nhà hàng. Thì hôm nay lâu lâu quay cái mã này và hôm nay em cũng lên mã xả kho mã luôn. Đó, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kính hàn điện tử, kính hàn tự động nhá. Cái con này khi mà các bác hàn nó sẽ tự động nó tối lại, rất là hay luôn, rất là thông minh. Cho các bác dân hàn xì, anh em thợ thuyền dùng cực kỳ tiện, bảo vệ đôi mắt của bác nhá, rất là an toàn luôn. Thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn. Kính hàn này thì hôm nay em xả kho luôn. Bữa trước đang bán bác là 200 ngàn, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. 120 ngàn một cái nhá, 120k. Đấy, 120k. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn thông minh. Đấy, kính hàn thông minh nhá. 120 ngàn một cái đây. À, để em test cho bác về cái chức năng của nó này. Đấy, con này thì về các bác cứ đeo vào mắt bình thường thôi. Đấy, và các bác hàn. Đấy. Hàng nó mới nguyên vỉ này. Đấy, mới keo nguyên vỉ. Hàng này thì của Kabushi nhá, chứ không phải hàng trôi nổi đâu các bác nhá. Đấy, hàng hãng của Kabushi luôn. Đó. Có dây đeo sau đầu nếu mà các bác hay trèo leo nhiều. Đấy, kính hay bị rơi thì các bác đeo cái dây vào cho em, còn không thì mình đeo bình thường thôi. Thì về các bác bóc cho em mấy cái lớp siêu ra, ở đây nó có mấy cái lớp siêu này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Bóc vào nhá. Đó. Bóc ra này, rồi là các bác bóc cho em cả cái lớp này ra này, bóc hết ra. Đấy, bóc hết ra. Sau đó là các bác đeo vào, các bác nhìn bình thường. Thì khi mà các bác đeo vào nhìn thì cái con này các bác vẫn nhìn như bình thường này. Đấy, vẫn nhìn như bình thường, các bác nhìn thấy không? Vẫn nhìn lên bên dưới tay em này. Đấy, tay nó vẫy vẫn nhìn thế này. Đấy, vẫn nhìn thấy các bác nhá, vẫn nhìn thấy rất là hay. Còn ví dụ khi mà các bác lé một tia hàn lên, đấy thì em sẽ bật cho bác coi. Đấy, ở đây em có một cái đèn pin này, nó có chế độ nháy này. Đấy, để em bật lên cho bác coi nhá. Đây, có đợi một chút. Đây, khi mà nháy lên này. Đấy, khi mà nháy này. Đấy, con này đèn nó không, đèn cái đèn nó nháy tối, để em lấy cái đèn khác. Đây nha, đây bình thường là các bác sẽ nhìn thấy bình thường nhá. Đấy, còn ví dụ như là đây em đang dùng một cái đèn pin mà nó nháy nháy kiểu tia hàn em dí vào này. Các thấy không? Tối đen luôn. Bỏ ra này, đấy là nhìn luôn. Dí vào này, đấy tối đen luôn. Đấy, bỏ ra cái nó là nhìn thấy nhá. Dí vào phát này, tối đen xì luôn. Đấy, nên rất là thông minh. Bình thường là các bác cứ phải nhắm mắt các thứ này nó đau mắt. Đấy, nhắm mắt đau mắt nhiều mỏi mắt thì các bác cái con này tự động nó sẽ tối luôn. Đấy, tự động nó sẽ tối luôn. Nó thiết kế hoạt động rất là thông minh, rất là hay. Đó. Và kính nhìn cực kỳ trong, nhìn rất sắc nét nhá. Đó thì đang là giảm giá xả kho đấy, chỉ còn có 120 ngàn cái thôi. Giá rất tốt luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kính hàn của Kabushi nhá, kính hàn thông minh của Kabushi. 120 ngàn một cái này. 120 ngàn một cái này. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái mã dao chặt C3 này. Con này về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, thái được luôn cho em, rất sắc bén. Đó đây, thiết kế phần trên này làm vân nhám để không bị khi các bác thái chặt không bị dính nhá. Phần dưới làm trơn bình thường. Tay cầm thì cán nha, rất chắc chắn luôn. Hàng này của nó sẽ hàng liền thân này, từ trên đến dưới luôn, nên khi mà các bác xài không lo nó bị long chua, long cán, không lo bị gãy nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng ba đinh tán nha, rất chắc chắn. Về các bác chặt gà, vịt, thịt xương nó ok, có cả phần lỗ đeo dao luôn. Đó, con này đặc biệt là cho chị em phụ nữ thì cầm rất vừa tay. Đó, nó nặng khoảng tầm 4-5 lạng nhé, khoảng tầm 4-500 gram. Nói chung là cầm rất vừa tay. Bác nào mà tay yếu xài con này ok, mà sắc cực kỳ luôn các bạn. Con này em cũng không rõ nó bằng cái chất thép gì, nhưng mà như em đang xài một con này, xài tầm hơn 2 năm nay, sắc lắm. Mà nó sắc lâu cực kỳ luôn. Đấy, về các bác dùng nghiện con này luôn. Thật sự các bác dùng thích cực kỳ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao chặt. Mã của nó sẽ là dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Cây này thì em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, các bác dùng phản hồi cũng rất ok. Báo giá luôn 100 ngàn một cây thôi. Đấy, chỉ có 100 ngàn một cây. Bỏ ra giúp em 100 ngàn mua cho em một con dao chặt này, về các bác xài rất ok luôn. Đấy, chặt này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương này, thái ok luôn này, sắc bén cực kỳ. Đấy, bảo hành sắc các bác luôn nhá, dùng ok lắm. Dao chặt C3 100k một cây quá nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là một cái dụng cụ nhà bếp này, đó là cái ép tỏi của Đức quá nhá. Lên mã em sẽ là cái ép tỏi của Đức, của thương hiệu Willing. Đó, thì về các bác cho hành, cho tỏi đây các bác ép này. Bình thường là các bác cứ phải băm nhá. Băm nó rất là mất công, rồi là cứ phải lỉnh kỉnh. Đấy, cho đây có ép cái nát luôn. Đấy, cho đây ép cái nát luôn nhá, rất ok. Đó. Rất xịn sò, chắc chắn lắm, dày cực kỳ luôn. Con này dày lắm. Nó làm rất dày mà chắc cực kỳ. Cho đây ép cái xong. Đó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ép tỏi của Đức cô nhá, ép tỏi của Đức. Con này thì giá của nó sẽ là đi giá nó thì cũng hạt rẻ thôi, 60k nhá, 60k một cái ép tỏi này, chỉ có 60 ngàn một cái. Giá hạt rẻ mà tiện cực kỳ, dùng nhà bếp ok. Rồi, một cái sản phẩm rất hay đó là cái xi đánh giày này. Đấy, các bác cứ lên mã em sẽ là cái hộp xi đánh giày hoặc là đánh bóng đồ da đều được nhá. Đấy, xi đánh giày hoặc đánh bóng đồ da đều được. Thì một cái sản phẩm này sẽ gồm có là một cái lọ nước tẩy rửa này. Đấy thì đây là cái lọ nước tẩy rửa để các bác tẩy rửa sạch sẽ cái phần cái chỗ mà các bác muốn đánh đi, sau đó các bác dùng cái miếng này các bác đánh lại cho em. Đấy, các bác đánh lại cho em. Đặc biệt là các bác đánh giày da, đồ áo da, tại khi mà các bác đánh lại nó rất là bóng mà nó bảo quản cái đồ da nó không bị ẩm, không bị mốc đâu nhá. Nó có một cái lớp kiểu dạng màng dầu thực vật ấy. Đấy, khi mà các bác đánh vào nó không lo nó bị mốc hay bị ẩm.
bảo quản đồ da rồi là tạo độ bóng, độ mới cho da, cho giày da, cho đồ da này nhá, rất ok luôn. Đây, đấy, nó là một cái miếng bông này, bên trong nó tẩm những cái chất làm bóng rồi nên dùng rất ok. Đấy, và đi kèm là một cái lọ nước tẩy nha. Đấy, những cái chỗ nào mà bẩn thì các bác dùng cái lọ các bác tẩy, sau đó các bác dùng cái lọ cái miếng này các bác đánh, các bác làm bóng cho em rất ok. Đây em đánh cho bác coi này. À, giới thiệu lại bác một chút các bác nhá. Cái lọ này nó là cái lọ, nó cũng là cái lọ nước bóng luôn. Thì ví dụ như là cái miếng này mà nó hết này là các bác đổ vào đây. Đấy, các bác đổ bí đây tẩm vào cho nó đậm đậm lên, sau đó các bác đánh vào thì như em vừa đánh nha, đánh vào đồ da cái nhìn nó bóng luôn này. Đấy, em vừa đánh vào cái dép da em này, bóng luôn, rất là hay. Đấy thì đó là cái lọ nước thêm nhá. Đấy, thêm nó thêm kèm thêm một cái lọ này là khi mà hết là các bác lấy cái này, các bác đổ đem ít, chấm đem ít cho nó ngấm vào, sau đó các bác lại dùng cái miếng này các bác đánh, đánh cho em nhá. Đó thì làm bóng đồ da, đồ da, đồ giày. Đấy, làm bóng rất ok. Đây là con gì tay em bóng luôn này. Đấy, vừa cầm thì bóng luôn. Đấy, rồi là nó giữ cho đồ da, đồ giày được bền hơn luôn nhá. Đó thì em báo giá luôn. Thì một cái bộ này nó sẽ gồm có là gửi cho bác là một cái lọ như này và kèm là một cái hộp như này nữa là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái si đánh bóng cái si đánh bóng giày. Đấy, si đánh bóng giày da, giày dép này, 30k nhá, 30k. Đấy, sẽ gồm có là một cái hộp này và một cái lọ này và một cái miếng này là 30.000 một bộ này có nhá. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái mã dao sưu tầm này, về các bác dùng để sưu tầm, dùng chơi. Đấy, hoặc ví dụ đi rừng, đi phượt, đi picnic, đi chơi, mình có con dao mình để gọt hoa quả rất ok. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh đó, rất là đẹp nhá. Mà giá thì rẻ bình dân, đựng trong một chiếc bao rất đẹp nha. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây dao sưu tầm, mã sẽ là dao S1 này, mã dao S1 nhá. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 30.000, 30.000 một cây dao mã S1 nhá. Đấy, 30.000 một cây. Đấy, nhỏ nhỏ xinh nha, về gọt hoa quả, đi rừng, đi phượt, đi chơi, hoặc là các bác dùng để sưu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó, 30k một cái nhá, dao sưu tầm S1. Tiếp theo thì lên cho bác, đó là cái mã, đó là cái máy đánh trứng này, rồi là các bác dùng để đánh trứng, rồi các bác tạo bọt cà phê. Đấy, cũng rất là tiện luôn. Đó thì em báo giá luôn, con này thì giá hạt rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cái thôi, giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng cực kỳ tiện luôn. Lên mã em sẽ cái máy đánh trứng, máy đánh trứng nhá, hoặc là tạo bọt cà phê đều được, 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái này, về thì các bác lắp pin vào nhá. Bên em bán này, giá này là nó chỉ có nguyên máy không thôi, thì về các bác lắp pin vào sau đó các bác xài. Đó, về các bác mở trên cái nắp ra này. Đấy, và các bác nhìn ở đây này. Đấy, đây ở cái phần trên nắp nó sẽ có là cái dấu cộng dấu trừ để các bác phân biệt pin. Sau đó bác mà lấy cho em hai viên pin con thỏ các bác lắp vào. Đấy thì các bác nhìn ở đây cho em này. Đấy, nhìn thấy chưa? Cho nó có dấu cộng dấu trừ thì cứ thế các bác lắp vào thôi. Đấy, dấu cộng dấu trừ thì cứ thế các bác lắp vào. Đây. Đấy, các bác lắp đúng cực pin giúp em nhá. Đấy, lắp đúng cực pin giúp em. Sau đó là các bác xài, các bác sử dụng cho em thôi. Rất ok. Đấy, lắp vào là bật công tắc lên là máy nó chạy nhá. Con này đánh nhìn về thôi nó đánh khỏe lắm, đánh bọt, đánh trứng, đánh cà phê cực kỳ khỏe luôn ạ. Đấy, cực kỳ khỏe. Nếu mà các bác thấy nó không chạy thì các bác lắp lại pin với em nhá. Lắp nó không chạy thì các bác lắp lại pin với em. Nếu mà máy nó không chạy thì các bác xem lại pin hoặc là các bác lắp đúng cực pin với em nhá. Đấy, và khi mà lắp pin vào thì máy chạy khỏe lắm. Các bác nghe tiếng này. Motor nó chạy khỏe kinh khủng luôn. Đấy, nó đánh nhuyễn luôn, trứng chiếc này. Rồi là bọt cà phê các bác cho vào một tí cái thì bọt nổi luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, đánh tạo bọt cà phê hoặc là đánh trứng đều được nhá. Đó, 30k nhá, 30.000 một cái máy nhỉ. Giá nó rất là hạt rẻ mà dễ mua mà dùng tiện, nói chung là hầu như cái này nhà nào cũng cần dùng. Đấy, mà nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng quá nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con máy xay mini này. Con này thì tiện cực kỳ luôn. Các bác xay rau củ quả, xay tỏi, xay ớt các thứ nhà bếp, gia vị gia giảm rất tiện dụng luôn nhá. Lên mã đây sẽ con máy xay mini chạy bằng pin. Đấy, máy xay mini chạy pin thôi nhá, chạy pin. Giá của nó sẽ là đi 70k một con này. Đấy, 70.000 một con máy xay mini chạy pin nha. Cái con này là rất là tiện, là các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng mà nó toàn bộ là bằng pin luôn. Đấy, bằng pin luôn, và khi nào mà hết pin thì là các bác có thể sạc lại được và các bác lại tiếp tục lại dùng. Đây. Đó, em lấy bác coi nhá. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có là hộp này, rồi là dây sạc này. Đấy, dây sạc nhá. Đấy, về các bác cắm sạc, các bác cắm ở đây, sau đó cắm vào cái cục sạc điện thoại này mình là các bác sạc thôi. Đấy, sạc khoảng tầm tiếng là pin nó đầy mà, và sạc một tiếng thì dùng được khá là nhiều đấy. Đó, và các bác đây cắm ở đây. Đấy, lưỡi của nó sẽ là dạng ba lưỡi nhá, xay cực kỳ nhuyễn, xay rất là đều. Đấy, đây là phần cối này, các bác cho gia vị thứ, cho tỏi ớt thứ đây các bác xay này. Đấy, sau đó các bác lấy cái nắp này các bác đậy lên. Đó, còn đây là nút bấm, các bác bấm là máy chạy này, bấm là máy chạy. Đấy, các bác cho nó vào, bấm này, máy chạy đấy không. Con này chạy khỏe lắm, xay mịn cực kỳ mà xay siêu nát luôn. Đấy, xay rất nát luôn nhá, xay thích lắm. Đấy, mà rất là tiện, không cần phải dây dợ này lằng nhằng này. Đấy, khi nào mà hết pin thì mình lại mang nguyên cái cối này ra thôi.
đấy, mang nguyên lưới cuốn đi mình sạc thôi, còn cái này mình có thể tháo ra mình vệ sinh thoải mái cho em luôn, rất ok, tiện cực kỳ, dùng nhà bếp là rất là hợp lý đó. Đỡ về nhà bình thường là các bác có phải băm tỏi băm ớt cái thứ giờ vừa là vừa dây dưa nhiều thứ, thứ hai là ví dụ ớt các thứ các bác băm thứ nó hay bị cay đấy, động tay hay cay đấy, các bác cho vào đây các bác xay tiện cực kỳ đấy, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha, khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Đấy, có gì đâu, xay cà rốt xay nhuyễn luôn nha, mà cà rốt rất là rắn nha, con này xay nhuyễn luôn, xay ngon lắm. Xem 100 cành nè, đáng tiền chưa. Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản, phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Trước là đang bán là 100.000 đấy, đợt này đang giá nó đang giảm, nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, giá đang giảm chỉ có 70.000 một con máy thôi, rất là tiện dụng và máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đấy không, rất ok. Rồi 70.000 một cái nhá, máy xay mini chạy pin, xay tỏi xay ớt các thứ, xay nhà bếp ok. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là một cái sản phẩm về nhà bếp này, lên mã luôn giúp em, sẽ là cái cây liếc mài kim cương nhá. Cái cây liếc này cũng tiện cực kỳ luôn, về các bác có thể dùng để liếc dao này, liếc kéo này. Đấy, rồi là có thể rút được cả cái liếc được cả cái bấm móng tay này. Đấy, bấm tay này các bác mà bị nụt, các bác dùng cái này các bác liếc lại nó cũng sắc lại luôn, rất là tiện luôn. Đó, nó gọi là cái liếc mài kim cương nhá, nó phủ một lớp kim cương nhân tạo, các bác mài nó cực kỳ là nhanh sắc luôn, nhanh bén luôn. Đây, đấy, hàng made in Japan này, đấy, made in Japan rất xịn sò, ok. Đây, nó sẽ gồm có là một cái lớp phẳng bên dưới, thì các bác xem những cái thiết bị nó phù hợp, những cái sản phẩm nó phù hợp với cái mặt dưới thì mình mài mặt dưới, còn bên trên là một cái lớp một cái mặt nó thiết kế theo dạng vòm vòm nha, để các bác mài những cái kiểu dạng vòm vòm đấy, vừa có thể rũa vừa có thể mài đấy, liếc dao liếc kéo rồi là liếc rất nhiều thứ luôn đấy, dao kéo thứ là các bác dùng để các bác mài các bác rũa cho em rất ok. Đó thì cái cây liếc mài kim cương nha, nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nha, khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc luôn. Đó, liếc mài kim cương, bên em đang gửi bác một cái cây liếc mài kim cương này thì là 100.000 một cây nhá, 100k đấy, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, đây lên mã giúp em sẽ là cây liếc mài kim cương nhá, giá nó sẽ là 100k đấy, chỉ có 100.000 một cây thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 100.000 một cây nha. Đấy, mài dao mài kéo mài đủ các thể loại luôn. Đó, ok, 100k một cây, mài rất nhanh sắc luôn nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái lọ tinh dầu đen này, để mã em sẽ cái lọ tinh dầu đen nhá. Cái này về các bác dùng để trưng phòng cho nó thơm ạ. Đấy, nó rất là thơm luôn, cái này hàng của Thanh Lý, hàng của khách sạn đấy nhá. Đây này, Hotel Seri này, đó là hàng Thanh Lý của khách sạn nha, thơm lắm. Đó thì về các bác mở cái nắp này ra, cắm cho mấy cái que này vào thì hơi nó sẽ bốc lên. Ở mấy cái que này, thơm lắm. Đó, 20.000 một lọ đâu nhá. Hàng chuyên trưng cho khách sạn. Đó, khách sạn nhá. Đấy, đi đây. Về các bác nhìn theo đúng cái hình nha, các bác cắm này, mở cái nắp ra, cắm mấy cái ống này vào, đeo cho em cái dây vào để trang trí. Đó. Thì một cái lọ này là 20.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ tinh dầu thơm ở khách sạn nhá. Lọ tinh dầu thơm của khách sạn. Hotel Seri 20.000 một lọ thôi, 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu thơm của khách sạn nhá, 20k một lọ, giá rất là rẻ bình dân. Về mình cho nó thơm phòng thơm nhà, chỗ nào cần thơm các bác mua cái này về các bác để vào. Đấy, phòng khách phòng ngủ nhà vệ sinh các thứ nhà tắm rồi. Qua cái bộ 6 cây vít này, đấy, cái bộ tô vít 6 cây này, lên mã cho em sẽ cái bộ tô vít 6 cây này có nhá. Đấy, nó sẽ gồm có 6 cây vít, cái này về các bác xoáy những cái dạng chi tiết nhỏ ví dụ như là điện thoại này, rồi là những cái đồ điện tử nhỏ nhỏ ấy. Đây nó có những cái cây rất là nhỏ này. Đấy, mà ở cái phần đầu trên này nó có cả cái phần chỗ xoáy nhanh này. Đó, đây này. Đấy, rất là hay. Một bộ này là 6 cây nhau nhá, 6 cây. Cộng trừ có đủ cá nhá. Đầu 1.4 này, đầu 2.0, 2.4, 3.0 này. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho các bác nhìn biết cái cây vít này, chuyên dùng cho ví dụ như là các bác hay sửa điện thoại, sửa đồng hồ rồi là sửa những cái đồ phụ kiện điện tử, máy tính điện, máy ảnh các thứ đó thì là hay dùng cái bộ này cho. Đấy, một bộ này là 6 cây, giá thì hạt rẻ thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ 6 cây vít nhá. Đấy, bộ 6 cây vít. Bộ 6 cây vít này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi.
Đấy, bán nhanh xả kho luôn. 30.000 một bộ luôn nhá. Đấy, nó sẽ gồm có 6 cây vít nha. Đấy, 6 cây đựng trong chiếc hộp rất ok luôn. 30k một bộ nhá. 30.000 bộ, giá rất hạt rẻ bình dân. Số lượng có ít các bác nhá, không nhiều đâu. Bác ngay tay chốt luôn. Đó thì hôm nay tiếp tục lại về thêm cho bác đó là cái bản lề chữ L nhá. Lên mã nhá, cho cái bản lề chữ L này. Đó, bản lề chữ L. Con này thì đợt này giá nó rất tốt luôn. 70.000 một bộ nhá. Chỉ có 70.000 một bộ thôi. Đó, về các bác lắp đặt vào con này tiện lắm. Đây. Đấy, quay bác luôn này. Nó sẽ gồm có là một cặp hai cái đi kèm cấu vít cho bác luôn. Đó, đi về về được bác mở ra. Đấy, ở đây có những cái lỗ này, có những cái lỗ thì về các bác bắt vít vào. Đấy, bắt vít vào tường. Đấy thì cái phần già này các bác bắt vít vào tường này. Đấy. Còn lại là cái phần kia là các bác bắt vào kiếm một cái giá đỡ. Các bác bắt vào đây thì các bác để đồ đạc các thứ lên, nó rất là tiện nhá. Và khi nào mà không dùng nữa thì mình có thể là gấp gọn nó vào. Đây. Đấy, lúc nào không dùng nữa là các bác có thể gấp gọn vào nhá. Đó, rất hay nhá. Đây. Không dùng nữa là gấp gọn vào luôn. Đó, không thấy không? Không dùng nữa là gấp gọn vào được. Có lúc nào dùng thì mình nhẹ mở ra. Đấy à, rất ok. Không dùng gấp gọn vào này. Đấy, nó có thể gấp gọn vào. Lúc nào dùng thì mình mở ra cho em. Rất ok. Giá thì sẽ là 70.000 bộ này. Đấy. Thì về các bác bắt vào tường các thứ giờ nó rất là tiện, rất là hay. Nó những cái vị trí mà nó diện tích không gian nó hẹp, mình cần tối ưu không gian thì mua cho em cụ được về. Đấy, lúc nào cần cái nào mình gặp vào luôn là nó sẽ gọn gàng vào luôn. Đây để em đo cho bác về cái phần kích thước này. Con này cái phần mà nó bắt vào tường thì của nó vào là đi 20 đây nhá. Đấy thì cái phần bắt vào tường nó đây em vừa nãy em nhầm. Cái phần bắt vào tường của nó sẽ là đi 13 này. Đấy, 13 và cái phần mà nó cái phần nó đua ra được ấy, từ tường nó đua ra để các bác bắt vào thì của nó vào là 24 nhá, 24. Đấy. 24 này, 24 này. Còn cái phần bắt vào tường của nó là 13, nói chung là của nó khá là đấy các bác nhá. Đó là dài đấy, dài mà cái diện tích nó cũng được nhiều đấy. Về các bác kiếm một cái tấm gỗ bắt vào con này là xong. Đấy, đây cho bác xem video thực tế về sản phẩm này. Đây đấy, về đây đấy, về các bác bắt vào tường này. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái tấm gỗ, đấy, các bác bắt nó vào và khi mà dùng thì các bác có thể để đồ đấy, các bác mở ra, lúc nào mà không dùng nữa các bác lại đóng lại. Đấy, thấy không, khi mà gặp vào nó rất là gọn luôn. À, nó sẽ áp sát vào tường luôn nhé con nhá. Đó đây. Đấy. Xem lại lần nữa này. Ừ, cho lên, bắt vào. Đấy, lúc nào không dùng nữa là mình lại gập nó vào. Đó thấy không? Rất là tiện luôn các bác nhá. Rồi. 70.000 một bộ luôn nhá, 70.000 bộ này. Đấy, 70.000 bộ. Bản lề chữ L nhá. Cái này thì nó gọi là chữ L. Đấy, nó gọi là chữ L. Cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ bản lề chữ L. Giá của nó đang gửi bác là 70.000 một bộ này. Đấy. Sơn tĩnh điện nên rất là hoàn độ hoàn thiện rất chắc chắn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dao 6 món này, hàng của thương hiệu Asaka Japan. Bộ này cũng rất nhiều bác hỏi này thì cái này nó cũng không có hàng đâu ạ. Em lục kho sót kho nó còn có mấy bộ thôi. Đấy thì em quay nhanh bác luôn. Bộ này em đang bán là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 thôi. Đấy thì của nó sẽ gồm có là đầu tiên là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ để bác về cài dao cài giếc vào đây này. Đi kèm bên trong thì sẽ gồm có là các sản phẩm như là dao rồi là mài những thứ đầy đủ luôn. Đây nó sẽ gồm có một cái cây liếc mài này. Đấy, khi mà dao nụt thì các bác lấy cây này các bác liếc qua này. Rồi một cái con dao dạng dao thái bản to này. Đấy, Asaka Japan các bác nhá. Đấy, con này thái bản to. Một cái cây kéo này. Đấy, kéo nhà bếp để các bác cắt thức ăn thứ nhà bếp này. Một cái con chuyên để lọc thái phi lê nhá, con này chuyên lọc thái phi lê của Asaka Japan. Đấy, nó bằng chất thép S5 rất sắc bén, không lo men gì nhá. Đấy, con này thì kiểu dạng các bác dùng để chặt này, chặt nhẹ. Đấy, chặt gà chặt vịt các thứ ok. Đó thì một cái bộ này sẽ gồm có là đi 6 món nhá, 6 món. 1 2 3 4 5 và một cái giá đỡ nữa là 6, thì tổng một bộ là 6 món. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món. Bộ này thì em bán khá nhiều đấy. Nhưng mà nó không có hàng đâu ạ. Hàng không có đâu. Đấy, còn có duy nhất 2 bộ thôi. Các bác nhanh tay chốt đơn luôn này. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món. Bộ dao 6 món nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, em còn duy nhất là 2 bộ thôi, không nhiều đâu vì hàng là hàng xuất kho. Đấy, bữa trước cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà không có hàng. Cái này hầu như là gần Tết nó mới có chứ tầm này nó đang giữa năm thì hiếm lắm. Đấy, đây, dao rất là đẹp sắc bén lắm. Dùng ok lắm, dùng rất là
chất lượng luôn, bán rất là nhiều, 6 món nhá, một giá đỡ, 3 dao, một kéo, một liếc mà. Đấy, tổng là 6 món, giá sẽ là 130.000, hàng mới in hộp luôn của thương hiệu Asaka Japan nhá, rất chất lượng luôn. Bộ dao Nhật 6 món nhá, 130.000 bộ này. Tiếp theo đây, đấy, nhiều bác hỏi cái bóng này lắm này, đó là cái mã bóng đèn B2 nhá, bóng đèn B2. Đấy đây, cái dòng chip led của nó đây. Đấy, con này thì rất hay, về các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này mình là các bác là nó sáng thôi. Đấy, cắm trực tiếp cổng USB nó sáng nhá. Giá thì giá đây bên em đang bán một quả như này thì là 5.000, một quả bóng như này là 5.000, còn các bác mua 5 quả nhá, combo 5 quả một thì sẽ là đi 10.000. đấy, cứ lên mã thì em sẽ được cái combo 5 quả bóng B2. Đấy, bóng B2 nhá, bóng B2 là 10.000, các bác lấy một quả là 5.000 có nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ mỏ hàn tự động này. Đấy, bộ này thì em báo giá luôn 130.000 một cái này có nhá, 130.000 một cái này, mỏ hàn tự động 130.000 một cái. Con này công suất của nó sẽ là 150W nhé. Đấy, con này nó gọi là mỏ hàn tự động thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, tại sao nó gọi là mỏ hàn tự động nhá. Đó, thì về các bác có thiếc ấy, các bác cho thiếc vào đây. Đấy, các bác một tay các bác giữ này với em nhá, một tay có ấn vào đây này. Đấy, tay ấn vào đây, một tay các bác xỏ cái sợi thiếc này vào. Đấy, các bác xỏ đem cái sợi thiếc này vào đây. Đấy, tay này các bác ấn nhá, đồng thời tay có ấn nhá. Đấy, thì khi mà các bác xỏ thiếc là thiếc nó sẽ đẩy ra này. Đấy, và các bác để như thế, bắt đầu các bác muốn cho thiếc ra là các bác bấm vào đây chưa. Đấy, là cứ thế là thiếc nó đùn ra thôi. Còn cái này các bác cứ cắm điện trực tiếp vào điện 220, sau đó các bác bật công tắc lên, bật nguồn máy lên là các bác xài. Đấy, là bình thường là các bác cứ phải cầm thiếc các bác dí vào cái chỗ mối hàn ấy, thì nhiều khi là nhiều bác run tay ấy, hoặc các bác mà hàn không chuyên nghiệp ấy thì mình hàn hơi khó, thì đây mua cho em cái mỏ hàn này về, hàn nó tiện lắm. Đấy, thiếc là tích hợp đây luôn. Đấy, các bác chỉ việc xỏ một lần thôi. Còn khi mà dùng thiếc là các bác cứ dùng đến đâu là các bác bóp lên ra là nó sẽ ra nhá các bác nhá, nó sẽ ra thiếc nha. Đó, thế thôi. Đó, thì cái này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000 một cái nhá, 130.000 một cái. Công suất của nó sẽ là 150W nhá, 150W, sử dụng điện 220. Đấy, hàng made in Japan này. Đấy, made in Japan rất xịn sò, ok luôn. Mỏ hàn tự động nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mỏ hàn tự động. Mỏ hàn tự động, mỏ hàn tự động này. Đấy, bóp thiếc nó tự động nó ra nhá, 130.000 một cái. Đấy, 130.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn nhu cầu mua thêm thiếc nhá, thì bên em đang có thiếc đây. Thiếc thì bên em đang bán cái loại thiếc 0.8 ly này. Đấy, cuộn này thì sẽ là 100g nhá, 100g. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn. Giá cam kết các bác là giá tốt nhất thị trường. 30.000 một cuộn, chỉ có 30.000 thôi. Không phải là các bác mua ở đâu được cái cuộn thiếc 100g mà nó chỉ có 30.000 đâu. Đấy, ít người ta các bác mua ở những cái chỗ khác đang bán 60-70.000 một cuộn này. Bên em đang gửi bác giá gốc luôn. 30.000 một cuộn thiếc nào nhá. Mà một cuộn này là được 100g luôn đấy, 100g đấy chứ không phải ít đâu. 100g là rất là nhiều thiếc các bác nhá. Đó, 30.000 một cuộn thiếc mà 100g. Còn cái mỏ hàn này thì là đi 130.000. Đấy, về các bác đút thiếc vào bóp là cứ thế thiếc ra thôi, cắm vào điện 220 là các bác xài các bác nhá. Rồi lên nhanh luôn các bác, đó là cái sạc acquy, sạc bình 24V này. Đấy, sạc bình 24V. Nhà các bác nào mà nhiều những cái dạng bình to, bình ô tô, bình to ấy, bình công suất lớn, bình 24V thì các bác mua cho con sạc về. Đấy, hàng của thương hiệu Foxua, rất là xịn sò, ok luôn. Hàng này thì em báo luôn, hàng này sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đấy, không nhiều bác lại hỏi, nhưng mà hàng Trung Quốc, nhưng mà là hàng nội địa Trung Quốc, hàng xịn luôn đấy. Đây, made in China này. Đó, con này thì hàng của hãng các bác nhá, hàng của hãng chứ không phải hàng trôi nổi linh tinh. Đấy, hàng có bảo hành cho bác luôn. Đó, sẽ cứ đi kèm là một sách hướng dẫn sử dụng này. Con này nó xuất đi rất nhiều nước luôn. Đấy, Trung Quốc, Anh này, Đức này, rồi là có Pháp này, Tây Ban Nha có nhá, Tây Ban Nha, Italia, rồi là Hàn Quốc. Nói chung là hàng này, hàng hãng nó xuất đi nhiều nước lắm. Russia này. Đấy, xuất đi nhiều nước lắm. Đây này. Đấy, một trong mỗi quyển sách rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, nên các bác biết là chất lượng nó nhiều rồi. Đấy, hàng nó xuất khẩu đi nhiều nước là biết chất lượng nào, nó phải đảm bảo ok thì bắt đầu nó xuất đi nhiều nước. Con này thì cái input của nó sẽ là 100 đến 240 V. Đấy, điện của nó sẽ là điện 220 dùng được các bác nhá. Đấy, DC của nó sẽ là 12V 8A, và đồng thời ra được luôn là 24V 4A. Khi mà các bác mua cái này là các bác có thể sạc được cho bình 24V và sạc luôn được cả bình 12V luôn. Đấy, sạc luôn cả bình 12V và sạc luôn cả bình 24V. Đấy, con này sẽ có chức năng là chống ngược cực này, rồi là tự ngắt khi đầy các nhá. Đấy, tự ngắt khi đầy, rồi là có chức năng nói chung là nhiều chức năng, tự ngắt khi đầy, rồi là khôi phục bình nhá. Đấy, chức năng khôi phục bình. Đấy, hàng mới keo luôn này, vẫn còn giấy bóng nhá.
Đó, thì về các bác bóc cái bóng ra. Về các bác con này thì nó là toàn bộ nó tự động hóa luôn. Về các bác chỉ kẹp đúng cực của chị em thôi. Đây cái dây nguồn nó ra đây, kẹp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác ấy, nếu mà các bác kẹp nhầm cực không vấn đề gì cả, vì kẹp nhầm cực là tự động máy sẽ báo lỗi luôn. Bao giờ các bác kẹp về đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Đấy, cắm vào điện 220 là ok. Và nhiều bác hỏi em là dòng này có quạt tản nhiệt không, thì em nói luôn là đương nhiên là nó phải có rồi. Đấy, những cái dòng này đương nhiên là nó phải có nhá. Đây, có quạt tản nhiệt ngon lành cành đào hết luôn. Nói chung là hàng hãng và có bảo hành cho bác luôn, nên là có yên tâm về chất lượng. Hàng mà lỗi thì bên em sẽ đổi một bác luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, hàng rất là xịn, bên em bán rất là nhiều rồi. Con này thì giá của nó thì cũng hạt rẻ đâu quá nhá, hạt rẻ luôn. Sản phẩm này thì bên em đang gửi bác giá thì cũng rất là tốt luôn, 280.000 một cái con sạc này. Đấy, 280.000 một cái con sạc này. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà bác luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sạc bình 12-24. Đấy, chuyên dùng cho bác sạc những bình to. Đấy, bình công suất lớn ấy. Đấy, các bác mua cho con này. Hàng hãng của Foxua, có bảo hành và đầy đủ luôn. Đây, hàng hãng Foxua ngon lành luôn nhá. 280.000 bao ship cho bác tận nhà luôn. Dùng thích lắm, con này nó là dòng sạc đời mới, dòng sạc điện tử mà, nên là dùng thích lắm. Toàn những cái tính năng đời mới, tính năng thông minh bây giờ thôi. Các bác hỗ trợ người dùng rất tốt luôn, nên là có yên tâm dùng con này. Xịn cực kỳ. Đấy, không lo nó bị chai bình hay là các bác đỡ không phải rình mò. Mỗi lần các bác sạc có phải rình rồi là để đợi cho nó đầy rồi rút ra thứ nha. Con này là hoàn toàn tự động hết luôn các bác nhá, nên yên tâm dùng thích lắm. Thì mà tiếp theo thì lên nhanh luôn các bác, đó là cái lô búa lùn hàng của Nhật này. Đây, Fugu này, của thương hiệu Fugu Japan nhá, Fugu Japan này. Con này thì dòng búa lùn hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp cao su chống trượt. Ở đây sẽ gồm có một đầu đóng và một đầu nhổ đinh nhá. Về các bác có thể vừa đóng vừa nhổ đinh. Con này thì nó dạng búa lùn cầm rất là vừa tay, tiện là bác di chuyển nhẹ nhàng tình cảm mà vẫn có cây búa để vừa đóng vừa nhổ đinh nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi và giá bình dân. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây búa lùn nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây búa lùn này, chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một cây nha. Đấy, 40.000 một cây. Dùng trong rất là nhiều việc, hoặc là đặc biệt là gia đình các thứ ra dùng những cái việc nhỏ nhỏ lặt vặt là cũng rất là tiện đấy không nhá, khá là tiện lợi, nhỏ gọn, ok. 40.000 nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây búa lùn 40.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đệm ghế silicone này. Đấy, đệm ghế silicone, cái này thì giá cũng hạt rẻ thôi. Bên em đã gửi bác một cái đệm ghế này là đi 80.000 một cái. Đây, em ghi giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đệm ghế silicone. Đệm ghế silicone. Silicone này, giá của nó sẽ là 80.000 và đi kèm thì sẽ có là một cái bao đựng luôn nhá, một cái bao đựng về các bác xài nhá. Đấy, các bác không muốn xài cái bao đựng nha thì mình có thể xả ra. Các bác xài trực tiếp luôn, giả lên cái ghế nhà mình. Con này nó thiết kế theo cái dạng tổ ong này, các bác nhìn này. Thiết kế dạng tổ ong và nó sẽ có hai mặt nhá. Đấy, một mặt dạng tổ ong nhỏ, một mặt dạng tổ ong to, để khi mà các bác ngồi giúp lực nó phân tán nó rất là tốt, rất là đều luôn. Con này thì các bác có thể vò xé nắn nĩa các kiểu như khi mà các bác thả ra. Đấy, nó là về cái trạng thái ban đầu nhá. Nó dạng silicone, nó rất là đàn hồi, ngồi rất là thoáng mát phần khu vực phần mông. Đấy, và ngồi rất là êm, không lo nó bị vấn đề gì cả nhá. Đấy, và đi kèm là một cái túi đựng này. Nếu có cái túi đựng này các bác có thể xài đi kèm, hoặc các bác không thì các bác bỏ lại được. Đấy, hoặc là ví dụ mình xài đi kèm thì khi mình bẩn quá thì mình có thể lôi cái này ra giặt. Đấy, còn cái này các bác cũng không cần giặt được, hoặc là nếu mà các bác muốn giặt thì các bác có thể giặt thoải mái. Con này nó bằng silicone, không thấm hút nước nhá, giặt thoải mái luôn mà ngồi rất là êm luôn, vừa hầu như tất cả các loại ghế. Con này kích thước của nó rơi vào khoảng tầm 25 nhân đến 25, khoảng tầm 25-35 ạ. Đấy, kích thước chiều dài khoảng tầm 25 nhân với chiều rộng khoảng tầm dài 35 nhân rộng khoảng tầm 25 nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thiếu cho những ai ngồi làm việc từ 8 đến 14 tiếng một ngày trên ghế, đặc biệt là khi mọi người đang dùng những cái chiếc ghế văn phòng cơ bản, những cái chiếc ghế mà đang dùng đệm mút rất là bí búc như này nha. Chính là một cái chiếc đệm ngồi silicone 3D, một chiếc đệm ngồi có cấu trúc tổ ong hai lớp thoáng khí nha, kê lên ghế như này, sẵn sàng hy sinh cái quả trứng gà để test cái đệm ngồi này cho anh em xem. Trứng gà đẻ ra từ cái đàn gà nhà tôi, nuôi bằng thóc gà nhà tôi, trồng cấy được luôn nha. Trứng gà quê cực kỳ chất lượng đấy, thả trứng xuống mà nó còn không vỡ thì anh em có thể hình dung xem là cái đệm ngồi này. Đấy, có nhìn này, đệm ghế thả trứng nó này tinh tinh này, các bác biết nó đàn hồi nha, nó đàn hồi như là ngồi làm việc cả ngày trên cái đệm silicone này, nó vừa êm mà lại còn thoáng khí, khỏi lo êm mông bí búc cái mông nữa nhá. Và đặc biệt là đặt hàng ở trên Shopmo, gian hàng chính hãng, nên là anh em cứ tự tin mua về mà trải nghiệm nha. Một thứ không thể thiếu trong những ngày về sản phẩm nhá, lên mã sẽ cái đệm ghế silicone có đi kèm cho bác là cả một cái bao đựng nha. Ta gửi bác là 80.000 một cái đệm ghế silicone nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên nhanh nha bác, đó là cái cuộn thiếc hàn 100g này. Đây bác, em sẽ cái cuộn thiếc hàn 100g, dây 0.8mm này. Đấy, cuộn một cuộn này là sẽ có trọng lượng là 100g nhá, rất là to và là dùng được nhiều luôn, dùng được lâu. Đó thì em báo giá luôn một cái cuộn thiếc hàn
100g nhà đang có giá là bác là 30.000 thôi. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường. Đấy, mua về chủ yếu bán kèm phục vụ các bác luôn đấy. Các bác đam mê hàn sửa chữa chế cháo linh tinh nhỉ? Công việc nhiều cần hàn, mua cho em cái mã này về này. Đấy, hàn rất ok, hàn rất là được mối, đẹp mối luôn. Mà thứ hai là một quận 100g thì rất là nhiều nhá, mà chỉ có 30.000 thôi. Quận tiếc hàn nhá, 30.000 một quận nha. Tiếp theo thì lên nhanh bác, đó là cái mã đèn độ đầu 3 bóng này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng, sẽ gồm có là 3 bóng thì em lên ngay đèn độ đầu 3 bóng. Nó thì em báo giá luôn. Con này bên em là các bác giá sẽ là 120.000 một cái sản phẩm nha. Đấy, chuyên về các bác độ đầu. Đó, con này sáng lắm mà dùng rất là hay. Đấy, đây. Đi kèm sẽ gồm có đầu tiên là một cái củ sạc này. Hai viên pin nhá. Con này nó sử dụng cái pin sẽ là pin 18650. Pin này thì thị trường nó rất là phổ thông và rất là nhiều, mình có thể mua về thay thế thoải mái luôn nếu mà mỗi khi pin hỏng nhá. Và một cái chỗ nhân vật chính đó là cái đèn. Đấy, đèn thì sẽ có là cái phần dây đeo co giãn 4 chiều nhá, đeo rất êm đầu luôn. Đây cái phần này thiết kế này. Đấy, nó ôm khá là cái vùng trán các bác, đeo không lo nó bị bí trán gì nhá. Đấy, đây là cái phần đèn. Đấy, nó sẽ gồm có 3 mắt led rất sáng luôn. Và đây là cái phần lắp pin thì về các bác sử dụng nhìn đúng chiều pin cho em nhé, lắp đúng chiều pin vào, nó lắp cộng ra chậm và trừ ra trừ, phải lắp pin vào, sau đó là các bác đeo lên đầu và các bác đậy cho cái nắp này vào, thế là ok. Đó, và bây giờ các bác test bác độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này, đấy, 4, 5, rất nhiều chế độ sáng và rất sáng luôn, có gì này, nó sáng trắng này cơ mà, đấy, nhìn nó sáng trắng này qua, sáng trắng là soi xa đó. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn pin độ đầu 3 bóng nhá. Đèn pin độ đầu. Đấy, đèn pin độ đầu 3 bóng nhá con nhá. Giá của nó sẽ là đi 120.000 một cái đèn nha. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Mà cái con này thiết kế rất là cân đối. Đằng trước của nó là đèn, đằng sau là pin, thì khi mà các bác độ nó không lo nó bị mỏi đầu, không lo nó bị mỏi cổ đi nhá. Đấy, đỡ phải nhìn. Đấy, đỡ phải nhìn nữa. Đó, đây. Rất là ok luôn con nhá. Rồi. Đèn độ đầu 3 bóng nhá. 120.000 một cái sản phẩm này, đi kèm với bác là cả pin nước đầy đủ luôn. Còn cái pin này bên em có bán thêm, nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000 một viên nhá, 20.000 cho một viên pin đó, pin 18 sâu. Còn mua nguyên đèn không thì sẽ có ra là 130.000 và có đi kèm là một vỉ pin như này rồi đấy, tức là đây một đèn này, một hai viên pin này, một cái file đèn chính này thì một chọn bộ như này là 130.000, chọn bộ này 130.000 có nhá. Em lên nhanh cho bác một số cái mã dao em vẫn đang bán nhá. Đấy, đây lên luôn cho bác, đó là cái con mã dao, đó là con dao chặt 1 cân này, hàng của Japan nhá. Đấy, made in Japan. Con này thì nặng, trọng lượng nó 1 cân. Đấy, các bác nào mà hay thích chặt gà, chặt vịt, cắt thịt, cắt xương, đấy, các bác sử dụng cho em nhá. Nặng 1 cân liền luôn, đúc liền khối, tay cầm ốp gỗ 308 đồng, rất chỉ số ok. Cái này thì em báo giá công khai luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao chặt nặng 1 cân. Đấy, dao chặt nặng 1 cân nhá, cây dao chặt này nặng 1 kg, nặng đúng 1 kg nhá, rất nặng luôn. Đó, 1 kg, giá của nó thì em báo luôn 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác trong video là ngày nay luôn. 220.000 một cái cây dao chặt mà nặng 1 kg nha. Đấy. Là đang gửi bác giá sẽ là đi 220.000 một cây nhá. Con này nếu mà nói chung các bác xài dùng thì các bác yên tâm dùng, chắc là nghĩ bán mùa đông luôn. Đó, xài cực kỳ chất lượng luôn đấy, cầm dao nặng trịch chưa, đó quá ok, chỉ có 60.000 thôi nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái dao gọt hoa quả này, em báo giá nhanh luôn. Con này bên em đang gửi bác là 30.000, 30k nhá. Về chuyên thì các bác dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác sử dụng trong khá là nhiều việc khác nhau. Đó, 30.000 một cây nhá. Đó, dao chuyên thì các bác gọt hoa quả không để ý được. Tiếp theo là một cái cây dao chặt, cây dao thái nhá, có nhá, cây dao thái. Cái này về chuyên dùng các bác thái nhá. Đây, đó, rất đẹp, rất chắc chắn luôn. Seki Japan, đó, hàng gỗ gỗ hai bên, ba đinh dán luôn. Đó, rồi, lên mã em sẽ cái cây dao thái cán gỗ này, dao thái cán gỗ. Giá của nó thì vẫn gửi bác giá của nó sẽ là đi 60.000 một cây, 60k nhá, 60k một cái cây dao thái cán gỗ nhá, chuyên dùng để các bác thái lọc, 60.000 một cây.
Và cái mã hàng đó là cái cây thước sao chép này. Đấy, cây này lâu lâu quay bác coi, một cái cây thước sao chép rất là hay luôn. Về các bác có thể sao chép hình dạng kích thước cho các bác làm thợ mộc này, anh em kỹ sư xây dựng này. Đấy, các bác sao chép những cái vị trí khó, các bác bình thường các bác phải đo đạc rất mất thời gian. Đấy, còn ví dụ như này. Đấy, các ví dụ các bác này, các bác ấn vào này. Đấy. Ấn vào coi nhá. Đấy, các bác có thể nới lỏng ra, sau đó các bác ấn vào xem là nó sẽ khớp ra một cái hình này như của nó luôn. Đó. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiều kiểu nhá. Đấy, điều chỉnh nhiều kiểu nhá. Đó, thì các bác chỉ ấn với cái vật thể này thì nó sẽ thành những cái hình nhá. Thì mình có thể là theo cái hình này và các bác sao chép là cắt ra thành một cái hình để nó khớp vào nhá. Đấy, nói chung là cái này đây để em cho bác xem cái video, nói thì nó hơi khó hiểu một chút, thì đây. Đấy, một chiếc thước sao chép này. Con này thì cái chiều dài của nó sẽ rơi vào là 25 cm nhá, 25 cm. Nó khá là dài đấy. Về các bác sao chép được khá là nhiều những cái thứ rất hay luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Trước khi đi vào xem video minh họa thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái thước sao chép nhá, thước sao chép. Con này thì hôm nay em cũng xả kho luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 150.000. Hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn. 80.000. Đấy, số lượng có hạn nhá. Đang xả kho bán nhanh, bán thanh lý luôn. 80.000 một chiếc thước sao chép nha. 80.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Các bác làm công trình hay lắp ghép thì nên có một cái như này nha. Đây là thước sao chép hình dạng, khi mà các bác làm nhiều góc có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như góc đường ống, góc ống gạch, thước được làm bằng nhựa ABS cao cấp, chỉ cần tỉ sát thước vào bề mặt thể. Cần sao chép là các bác đã có các kích cỡ để cắt rồi, dùng rất là tiện luôn mà không cần phải đo đạc thủ công nữa. Các bác làm mộc hay sửa chữa kiến trúc, xây dựng nhà cửa và điện lạnh thì nên sắm lên một cái như này nha. Giá của cái này thì cũng rẻ thôi, chỉ có 107.000. Các bác làm công giá cũ của nó là hơn 100.000 đấy, giờ này đang giảm giá còn có 80.000 đúng không? Khi mà các bác làm nhiều góc có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như góc đường ống, góc ống gạch, thước được làm bằng nhựa ABS cao cấp, chỉ cần tỉ sát thước vào bề mặt thể. Cần sao chép là các bác đã có các kích cỡ để cắt rồi, dùng rất là tiện luôn mà không cần phải đo đạc. Đấy, thực tế nhá, không cần phải đo đạc gì, các bác chỉ ấn vào cái là nó sẽ khớp ra cái hình mà các bác muốn sao chép luôn. 80.000 một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là thước sao chép. Con này chất liệu của nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, cầm nặng rất là chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lại lên ngay bác, đó là cái móc khóa titan này, em báo giá luôn. Cái móc khóa titan này tại em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cái chiếc móc khóa titan này. Con này chất liệu của nó là bằng titan nhá. Đấy, titan này nó là chất liệu siêu nhẹ, siêu cứng và siêu bền rồi. Đấy, con này nó chuyên dùng cho dân dã ngoại, dân du lịch, dân leo núi nhá. Đấy, hàng thanh lý công ty rất xịn sò, ok luôn. Đấy, chắc chắn. Bình thường này nó là một chiếc móc này. Đấy, còn nếu các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy trong cái siết này cho em cái vòng đai này vào thì nó sẽ khóa cứng ngóc luôn. Đấy, chặt khư khư luôn nhá. Các bác đẩy tay các bác kéo giật không được ra luôn, trừ khi thì các bác mở trong cái vòng đai siết này ra. Đấy, và các bác lại khớp vào một chiếc bình thường. Về mình có thể dùng làm móc khóa, móc chìa, móc đồ các thứ này, xích chó, xích má các thứ ra, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đó, mà chỉ có 10.000 một cái thôi. Chất liệu bằng titan nhá, siêu cứng và siêu nhẹ nhá, cầm nhẹ lắm, cầm thích cực kỳ luôn. Đó. Một chiếc này là 10.000, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan 10.000 một cái. Cái này thì với là đúng chất móc khóa này, chứ bình thường là các bác mua những cái ngoài thị trường nó chỉ có móc móc này thôi. Thì nó rất là dễ tuột, nhưng con này là khi mà các bác khóa vào, siết vào, xoay cái vòng này vào. Đấy, khóa cứng ngắc luôn. Đấy, hàng chuẩn nghĩa của cái từ móc khóa nhá. Đấy, móc khóa 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc khóa titan. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái túi khăn ướt để các bác lau giày. Các bác cứ lên mã nha, cái khăn ướt lau giày nhá. Cái này về rất là tiện dụng luôn. Những cái đôi giày thì các bác, đấy, nó bị bẩn này, các bác ngại giặt thì các bác mua thêm cái khăn này về. Đấy, ở đây trong này nó đã tẩm sẵn những cái chất làm sạch ở trong cái khăn này rồi. Đấy, về các bác chỉ việc lấy ra, bóc nó ra, sau đó các bác lấy ra 1-2 tờ. Đấy, tùy theo nhu cầu dụng nhá, mình lấy ra. Nó như kiểu dạng cái khăn ướt các bác hay xài, như là trong nó tẩm những cái chất tẩy rửa rất là sạch luôn. Đấy, chuyên dùng cho giày nhá, chuyên dùng cho giày dép các thứ nhá. Đấy, các bác dùng để tẩy rất là sạch. Đây, em lấy em tẩy bác coi. Đấy, bình thường đây, đây những cái chữ này nhá, đây muốn tẩy này, đấy, muốn tẩy nhá. Đấy, các bác nhìn này, có đây không, dìm lúc cái sạch luôn, quá xịn sò, ok. Đấy, đây đẩy cho em vài đường cái sạch sẽ luôn nhá, sáng choang luôn này. Đấy, đây không, sáng sạch bong luôn. Đấy, mà đây vừa rất nhiều chữ nhá, xóa một lúc cái sạch luôn, nó rất là sạch luôn, rất là nhạy nhá. Đấy, về chuyên dùng để các bác tẩy những cái đôi giày, đôi dép các thứ ra, hoặc ví dụ như là các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, bình thường là các bác hay phải lôi ra các bác đánh rửa, nó mất thời gian. Đấy, các bác mua trong cái túi này về mình có thể mang đi chơi, đi du lịch, đi công tác nhá, mang 1-2 túi đi, hoặc là để ở nhà cũng được, đôi khi mình vội. Đấy, lấy cho em một vài tờ ra cái mình xoa xoa cái tí cái là bóng đẹp, ok luôn. Đấy, tạo độ bóng giúp giày sạch hơn. Đó thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn ướt để lau giày đó nhá. Cái khăn lau giày, khăn ướt lau giày. Giá anh em đang bán một bịch khăn ướt lau giày này là đi 20.000 bịch coi nhá. 20.000 bịch. Đấy là bán lẻ các bác nhá.
Còn nếu các bác muốn mua theo combo, combo thì bên em sẽ bán theo combo là 3 bịch một. Mua 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. 3 thiết bịch thì bên em đang bán bác là 50.000. Đấy, cho 3 bịch khăn ướt lau giày. 3 bịch là 50.000, 3 bịch nha là 50.000. Còn các bác mua lẻ 1 bịch nha là 20.000 nhá, tùy nhu cầu. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau giày. Một cái sản phẩm rất là hay dùng cho anh em thợ điện nước này hoặc các bác sử dụng gia đình. Đấy, với những cái góc mà nó chật hẹp rồi là những cái chỗ bệ các thứ rồi. Đấy, các bác rất là khó vặn những cái con ốc ở đường cấp nước dây thứ rồi, các bác mua trong cái này về. Đấy thì đây, một cái cà lê vặn ống nhá, đi kèm những cái phụ kiện đi kèm về các bác xài. Về các bác xỏ cái ốc vào đây, cho cái ống nước nó vào. Sau đó các bác vặn xem. Đấy, các bác vặn xoáy thứ rồi. Đây có cả phần livo này. Đấy, rất ok luôn. Thì một chiếc cà lê vặn ống này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 100.000 thôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cà lê vặn ống nhá, cà lê vặn ống. Cà lê vặn ống nước nhá, cà lê vặn ống nước. Cà lê đỏ vặn ống nước này, giá đang gửi bác là 100k. Chỉ 100.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. 100k nhá, 100k một cái cây cà lê vặn ống nước này, 100k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm nhá. Con này dùng tiện lắm. Đây, các bác cùng coi này. Với những góc chật hẹp như gầm bàn thái, sau lưng bẹt bên khối, rất khó để dùng kìm mỏ lết để vặn ốc chân vòi, ốc dây cấp. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Cà lê ống được tạo ra ngoài 6 cỡ ốc có thể vặn. Dụng cụ còn kèm theo đầu vặn gen ngược. Chưa khi nào vặn ốc dây cấp, ốc chân vòi lại đơn giản đến như thế. Đấy, về các bác có thể vặn ốc dây cấp này, ốc chân vòi này. Đấy, ở những cái chỗ vị trí chật hẹp các bác vẫn có thể luồn lách cái này vào để các bác vặn được nhá. Bình thường các bác dùng cà lê thì không thể dùng được rồi. Đấy, những cái vị trí này không thể dùng được, chỉ có dùng cái con này thôi. Rất là hay luôn, mà giá là hạt rẻ mà nói chung rất cần thiết trong gia đình nhà mình. Đấy, mỗi lần các bác sửa chữa những cái đường điện nước các thứ rất là bí bách thì các bác mua cho con này về. Đấy, các bác cho vào các bác vặn xem, rất tiện dụng luôn nhá. 100.000 một cây cà lê vặn ống nhá. Thế mà em sẽ đưa cà lê vặn ống nước 100.000 một cây. Đấy, cà lê vặn ống, vặn dây cấp, vặn những cái chỗ vị trí khó nhá, 100k một cây này. Sau đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây, em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá, thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay, mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi, các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy, nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã, em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhà nhá.
Sản phẩm mình sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con bluetooth này, đây cái con cổng USB bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần phải dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán cho bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy đây, vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy có nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không. Đây đang lăn này. Tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, 90 ngàn một con chuột không dây các nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5 ngàn một quả. Đấy, 5 ngàn một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn. 10 ngàn cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha.
2 4 5, 5 quả nha, là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã cho em xem là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy, đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các bác nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này. 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng, rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha các bác nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn. 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây. Một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn.
Đấy, hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là của hãng của Gokai này, hãng Gokai. Hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá này, nó rất là rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn có nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy có nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó phải siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra thế là xong, rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo anh em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.